nữa thì là hoàn hảo dành cho bên phía của Boss. Nếu khách hàng cũng xuống nhưng không sao, đây là cây ngọn Lucas của Boss EVN. Dạ, tại vì nếu nói về Lucas và Lucas đã được chơi thì Lucas đã được chơi được tính theo thời gian của Lucas chơi là được 9 năm. Nhưng có một thời gian trong vào giữa 2015 đến 2016 thì Lucas có nghỉ một thời gian ngắn. Tại vì có quá có nhiều khách và Lucas cũng phải bận trong việc học quá nhiều. Đến năm 2016, Lucas tình cờ được vô chơi lại game thì biết đến những tuyển thủ của Lucas Việt Nam như là Ali, Sadi, Rudo hay là vân vân các mọi thứ. Nên Lucas mới tìm hiểu về con đường chuyên nghiệp này và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Khi mới vào Team Boss Việt Nam thì điều khó khăn nhất là khi vào thì cũng chưa quen cho nhiều lắm, bởi vì Team Boss là một team rất kỷ luật, có tất cả những quy tắc, tất cả buổi luyện tập phải buổi theo buổi nào theo đúng thời gian, thì trong luyện tập phải cần làm những gì, hay là ví dụ như là khi trong thời gian luyện tập là không ăn Facebook hay là không được bật điện thoại hay là gì đó. Team Boss có những quy tắc rất là khác những team khác, nên trong thời gian đầu thì mình chưa quen những quy tắc nên rất là còn khó khăn về vấn đề luyện tập. Nên từ từ và về thời gian sau thì mình đã quen được và cũng trở nên dễ dàng, coi như là quá dễ dàng. Khi trở thành vận động viên chuyên của Lucas thì mình thi đấu hết, mình cũng kiếm được một số vốn khá gửi về gia đình giúp đỡ cho nhiều giúp đỡ cho gia đình cũng nhiều việc và trang trải cuộc sống của mình hiện tại bây giờ. Hiện tại thì mình đang sống nhờ chủ yếu vào thi đấu, tại mình cũng mới vừa học ra trường xong nên mình cũng chưa có việc để đi làm nên mình con đường này thi đấu là để giúp mình có thêm một số vốn để nếu mà sau này để trang trải, hoặc là mình sẽ sau khi không thi đấu nữa thì mình sẽ dùng số vốn này để đi học hoặc là mở một cái gì đó. Mình vẫn còn rất là nhiều đam mê của mình đang cháy bỏng lên từng ngày. Mình quyết tâm là mình sẽ chinh phục hết tất cả những thử thách ở trong nước và thế giới. Mình sẽ quyết tâm chinh phục hết đến khi nào mà không chinh phục được đột kích đóng cửa thôi. Dạ, cái này thì nếu mà về lương một mùa giải thì một mùa giải trung bình thì 1,5 tháng, cứ một mùa giải bắn là các vận động viên sẽ được 16,5 triệu tiền lương. Nhưng bây giờ niềm đam mê của em kiểu như là niềm đam mê của em đã khi từ nhỏ sinh ra là kiểu như thích mê game bắn súng, thích kiểu như loại bắn súng, thích phim hành động, nên em rất là mê mấy kiểu như game bắn súng hành động này. Nên em đã quyết tâm và suy nghĩ rất đáng đo về nhiều về giữa việc học tập và việc đam mê. Nhưng cái niềm đam mê của trong em nó cháy bỏng lớn hơn cái việc học, nên em đã quyết tâm chọn con đường đam mê này để đi theo con đường mà mình muốn, để sau này không phải hối tiếc. Lúc đầu ba mẹ em không có ủng hộ về cho em nhiều lắm, một cái không tin tưởng là chơi game sẽ kiếm được tiền, hay là sợ này sợ nọ, không tin tưởng về cái vấn đề chơi game này. Nhưng một hồi thì lúc mà lần đầu tiên Lucas đi Trung Quốc, ba mẹ rất lo lắng. Nhưng khi mà đi hồi về có giải thì ba mẹ đã tin tưởng và động viên về cho Lucas nhiều hơn. Kinh nghiệm lớn nhất là khi là lần đầu tiên Lucas đi Trung Quốc, cũng là nước ngoài, cùng các anh em thi đấu trên sàn đấu thi nước ngoài thì mình rất là vui và đã được giải ba xếp GI tại Trung Quốc năm 2017 vừa rồi.